trải nghiệm ưu đãi đặc quyền hoàn toàn miễn phí khi sở hữu các dòng thẻ cao cấp nhất của Vietinbank. Miễn hoàn phí thường niên cho khách hàng ưu tiên khi phát hành thẻ cao cấp Mastercard Premium, Visa Signature, JCB Ultimate. Tặng kèm thẻ Priority Pass để tận hưởng dịch vụ phòng chờ sân bay miễn phí, không giới hạn tại các sân bay Việt Nam và trên toàn thế giới. Ưu đãi giảm giá khi đặt chỗ chơi golf và nghỉ dưỡng cùng thẻ JCB Ultimate và Visa Signature, giảm đến 2 triệu mỗi lượt chơi và ưu đãi đến 25% khi đặt chỗ tại các sân golf nổi tiếng nhất Việt Nam, giảm đến 35% tại hệ thống khách sạn cao cấp toàn thế giới theo chương trình Visa Luxury Hotel và JCB. Đặc biệt, khi chi tiêu 100 triệu trong 3 tháng đầu, kích hoạt thẻ Signature và Ultimate để nhận thẻ Accor Traveler Plus trị giá 4,5 triệu đồng với nhiều đặc quyền hấp dẫn về ẩm thực và nghỉ dưỡng tại châu Á, bộ voucher trị giá đến 7,5 triệu đồng, áp dụng tại tất cả các đơn vị chấp nhận thẻ trong lĩnh vực golf. Ngoài ra, bạn còn được tích lũy dặm thưởng bông sen vàng, tích lũy điểm loyalty và nhận voucher 500.000 đồng khi chi tiêu bộ 3 thẻ VIP Vietinbank. Để phát hành thẻ, chỉ cần truy cập ứng dụng iPay, mục mở thẻ và làm theo hướng dẫn, thẻ sẽ được chuyển về chi nhánh hoặc tận nhà quý khách trong thời gian sớm nhất. Hãy liên hệ chi nhánh Vietinbank của quý khách để mở thẻ hoặc khi cần hỗ trợ. Vietinbank Premium Banking, đẳng cấp từ sự khác biệt.